Cuối cùng thì sau 1,5 tháng chờ đợi thì con vàng nó cũng có chịu di chuyển rồi anh chị. Đã có tuần vừa rồi chúng ta đã có một cái sự phá vỡ của vàng ra khỏi một cái mô hình lớn, và nó cũng đánh dấu một cái giai đoạn là vàng sắp chuyển sang một cái giai đoạn mới ha, khác hoàn toàn so với cái thời gian vừa rồi chúng ta phân tích. Đây là video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo production, và Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ok, nếu mà anh chị mà mới đến với kênh Trader Việt thì anh chị có một cái thông tục là anh chị cần biết, đó là anh chị nên bấm nút like, nút subscribe kênh, nút quả chuông để mà anh chị nhận được thông báo. Và nếu mà anh chị thắc mắc bất kỳ cái mã giao dịch nào ha, cái cặp tiền, hàng hóa hay là chứng khoán Mỹ nào thì anh chị để lại comment bên dưới yêu cầu Nhật Hoài phân tích cái mã đó để Hoài sẽ trả lời comment của anh chị bằng một cái nhận định của Hoài. Và nếu mà anh chị mà có một cái ý tưởng giao dịch ha, một cái ý tưởng giao dịch nào đó trong cái tuần tới, hay là anh chị có nhận định về cái hướng đi của vàng hay là của cặp tiền tệ nào đó thì cũng nên để lại comment luôn, bởi vì chúng ta là một cộng đồng, chúng ta nên chia sẻ những cái ý tưởng giao dịch với nhau ấy, chúng ta cùng phản biện với nhau. Đó là cách rất là hay để chúng ta cùng tiến bộ ha, cùng tiến bộ và cùng kiếm lợi nhuận trên thị trường. Rồi, đây là cái biểu đồ vàng. À, không làm mất thời gian của anh chị nữa, hôm nay Hoài sẽ phân tích rất là nhiều cái cặp tiền cũng như là cái hàng hóa và cũng như là dầu nữa, bởi vì dầu á, là Hoài bỏ quên khoảng vài tuần nay bởi vì nó không có di chuyển. Bây giờ thì Hoài cũng nghĩ là cũng tới thời điểm cần cập nhật cái biểu đồ dầu rồi ha. Đấy, chúng ta sẽ phân tích dầu, vàng, bạc, các cặp tiền và các mã chứng khoán Mỹ. Đầu tiên là vàng đi. Vàng thì sau một cái giai đoạn tích lũy rất là dài. À, rất là dài, từ cái khoảng từ tháng 8 cho tới bây giờ là gần tháng 10, gần 2 tháng trời thì vàng cuối cùng nó đã chịu thoát ra khỏi một cái giai đoạn tích lũy dài rồi, đấy, một cái range giá đi ngang rồi. Thì cái range giá lúc trước Hoài vẽ chính là từ cái khoảng 1.900 tới 1.992 này. Đấy. Và Hoài có kỳ vọng là giá nó sẽ thoát lên trên cao hơn, nhưng mà thực ra thị trường nó không có chọn như vậy. Thì anh chị thấy rõ ràng là cái suy nghĩ của chúng ta chỉ là suy nghĩ thôi, chúng ta không có biết được là cái suy nghĩ đó nó có đúng, có hợp với cái hướng đi của thị trường hay không, cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta áp đặt được cái suy nghĩ của chúng ta lên thị trường được. Chúng ta phải chờ đợi cho thị trường nó phản ứng, nó đi như thế nào rồi chúng ta đi theo nó thôi, chúng ta không có thể nào mà dự đoán trước được hết đấy. Cho nên những lần mà Hoài dự đoán đúng đúng về hướng đi của vàng thì đó cũng chỉ là do phải đi theo thị trường thôi, chứ không phải là có tài năng gì hết ha. Đấy, không phải là thầy bói hay là tiên tri hay là bấm độn gì hết đâu. Đó, chỉ là chúng ta dựa trên cái biểu đồ hành động giá thôi. Với thời điểm hiện tại thì cái range giá, cái cạnh dưới của cái range giá đi ngang là 1.900 nè, cũng là vùng số tròn rất là quan trọng, đã bị phá vỡ xuống và đóng cửa bên dưới rồi. Đấy, cho nên chúng ta xác nhận có một sự phá vỡ xuống dưới, và có một điều chắc chắn là thời gian sắp tới sẽ có một đợt di chuyển mạnh của vàng theo hướng giảm. Đấy, thì có thêm một cái dấu hiệu nữa để mà chị có thể nhận biết, đó là cái đường EMA 21 nè, cái đường màu trắng này nè. Kể từ khi mà giá nó xuyên qua xuyên lại cái đường EMA 21 và cái đường này nó nằm phẳng ra, nó nằm ngang ra như thế này. Đấy, có hai dấu hiệu. Đầu tiên là giá nó xuyên lên xuyên xuống đường EMA 21, và thứ hai cái đường EMA 21 nó ngang ra. Thì anh chị thấy đó là giai đoạn mà giá nó đang đi ngang. Hiện tại thì đường EMA 21 bắt đầu chút xuống nè. Cộng thêm cái việc là giá bắt đầu đóng cửa bên dưới đường EMA 21 một cách nhất quán. Chúng ta có nhiều nhiều thanh nến đóng cửa dưới EMA21 thì khả năng cái hướng giảm sẽ là cao hơn. Rồi, trong thời gian tới thì chúng ta canh bán sơ kèo vàng thôi. Chúng ta thấy có một nến phá vỡ xuống dưới và một nến nhỏ đằng sau ngay tại đây thì chúng ta hợp thành một kênh C3. Thì kênh C3 này phá vỡ xuống dưới bằng cái thanh nến giảm này thì khả năng giá nó sẽ giảm tiếp tục. Trong tuần tới anh chị chờ cho giá hồi ngược lên trên quanh 1.900 là cái vùng giá đi ngang vừa phá vỡ đó. Chúng ta canh bán xuống tại đây khi thấy setup correction. Canh tới mục tiêu là bao nhiêu? Mục tiêu là khoảng 1.792 tới 1.800. Đây là chân cái con sóng mà dẫn tới cái đỉnh cao nhất của vàng quanh 2061. À, chân cái con sóng dẫn tới cái đỉnh cao nhất thì chúng ta nhắm tới đó là mục tiêu chốt lại. Tiếp theo là bạc.
với bạc thì cũng như vàng, hai người này đi chung với nhau đấy. Chúng ta thấy đường EMA móc bắt chút xuống nè, với giá bắt đầu đóng cửa bên dưới rất là nhất quán so với EMA 21 thì chúng ta xác nhận bạc chuẩn bị theo hướng giảm trong thời gian tới. Với một cái biên ba nhỏ tại đây thì khả năng hướng giảm, cái đà giảm của bạc nó sẽ tạm ngưng trong 1-2 ngày tới, thì chúng ta chờ cho giá hồi ngược lên trên quanh 25,7 nè, có thể hợp lưu với cái đường EMA 21 trên xuống chạm cái đường EMA 21, chúng ta bán xuống khi thấy setup correction. Rồi ha, tiếp theo là dầu. Đây, dầu là một cái thị trường Hoài đã không cập nhật từ lâu rồi, bởi vì nó đi ngang rất là lâu. Từ cái thời điểm khoảng tháng 5 cho tới bây giờ nó toàn đi ngang không, anh chị vào lệnh nó không có được gì hết, ngoài cái việc là tốn phí, đúng không? Rất là phí. Hiện tại thì anh chị thấy có một cái giai đoạn dầu rớt xuống bên dưới, nằm xuống hẳn, đóng cửa bên dưới hẳn so với EMA 21 nè. Tuy nhiên thời điểm hiện tại nó lại vượt lên trên, vượt lên trên sau bắt đầu nó lại vượt xuống dưới nữa. Đấy, thì anh chị thấy cái nó rơi vào cái trường hợp nào không ạ? Đó là trường hợp mà giá xuyên lên xuyên xuống đường EMA 21. Đó là cái giai đoạn mà thị trường nó sẽ mang tính đi ngang nhiều hơn. Đi ngang tức là nó không có tạo ra đỉnh cao hơn hoặc là đáy cao, đáy thấp hơn, nó sẽ đi trong một cái vùng tích lũy. Thì cái vùng đó Hoàng dự đoán là quanh 36 nè cho tới 41,67. Đấy, đây là cái vùng mà anh chị nên nhắm tới. Chúng ta chờ cho giá chạm cạnh trên là 41,67, hình thành setup chúng ta bán xuống, hoặc là chạm cạnh dưới 36, hình thành setup chúng ta mua lên. Tiếp theo là UG. Chúng ta xong cái những cái cặp hàng hóa rồi, chúng ta qua cặp tiền tệ. UG thì dự đoán rất là chính xác ha, giá chạm đúng cái cạnh dưới 104 nè và nó bật lên trên luôn, quá chính xác luôn. Đó là cũng vì đó là nó đi qua cái đáy trước đó thôi, không có gì mà phức tạp ở đây hết. Đấy, nếu mà anh chị nào chốt lời được tại đây thì quá may mắn rồi, nhưng mà nếu mà anh chị nghe theo khuyến nghị của Hoài chốt lời theo cái thanh nến liền trước nè, cũng là chúng ta gần được chốt lời được ngay đáy luôn rồi đó. Đấy, chúng ta ăn được nguyên một con sóng giảm từ khoảng 105,9 xuống cho tới gần 104 luôn. Đó rất là tuyệt vời với một cái kèo UG ha. Với cái thanh binh ba lớn này, lớn như vậy thì khả năng UG sẽ có một đợt tăng trưởng tiếp tục ha, tiếp tục trong thời gian tới. Tăng được tới đâu thì Hoàng không biết, nhưng mà cái chiến lược đối với UG tốt nhất là chúng ta nên chờ bán quanh cái vùng là 107, ngay số tròn ở đây, vùng 107. Anh chị nhớ ha, trong reaction những cái vùng số tròn nó được coi giống như là những cục 500 vậy, nó có khả năng là nó hút giá quay về, trở về với nó. Đấy, cho nên cái khả năng là giá sẽ tiếp tục cứ tiến lên trên và nó chạm lại cái vùng số tròn 107 này hoặc là 106. Đấy, trước mắt là nó sẽ chạm 106. Anh chị cứ tưởng tượng nó là những cái cục 500 á, khả năng nó sẽ hút giá chạm lại và khả năng là giá nó sẽ đảo chiều tại đó. UG thì anh chị giao dịch trên khung nhỏ ha, 4 có thể canh mua lên, bởi vì cái khả năng nó bật tăng tiếp tục là cao. Còn anh chị mà giao dịch trên D1 như Hoài thì chị chờ bán xuống 107. Tiếp theo là USD. Đây cũng là một kèo rất là tuyệt vời của Hoài trong tuần vừa rồi. Mua 3 lệnh nha anh chị, 3 kèo. Lần đầu tiên là mua tại cái vùng giá màu vàng bên dưới cùng nè, bởi vì nó là một cái vùng hỗ trợ dài hạn trên khung thời gian tuần luôn. Đấy, anh chị thấy từ cái thời điểm mà tháng 1 năm 2019 cho tới giờ là cái vùng này được giữ vững nè. Mua một lần. Mua lần thứ hai khi đường xu hướng giảm bị phá vỡ, mua hai lần. Lần thứ ba khi cái inside bar này lớn này nè bị phá vỡ lên, chúng ta 3 lần và 3 kèo đều có lợi nhuận rồi. Riêng 3 cái kèo này cộng lại thôi là lợi nhuận của anh chị là bù hết tất cả những cái lần lỗ ít nhất trong vài tháng qua rồi đó. Đây, rất là tuyệt vời ha. Đấy, với kèo này thì anh chị đang có lợi nhuận, chúng ta giờ dựng lỗ của tất cả các kèo, tất cả các cái lệnh trước đó lên quanh cái mức là đáy của nến tăng này. Đấy, quanh 101,317 và không nên vào thêm nữa, bởi vì ba kèo, ba lệnh, ba vị thế với một cái cặp tiền là khá là nhiều rồi. Để chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là kéo dừng lỗ lên khi mà giá đi thêm, tăng thêm ha, tăng thêm, kéo dừng lỗ để khóa lợi nhuận thôi. Tiếp theo là NU. Đấy, với NU thì là một kèo dừng lỗ. Tuần vừa rồi chúng ta mua theo cái pin 3 này, giá bật lên trên, kích hoạt lệnh xong rồi ngay lập tức quay xuống phá vỡ dừng lỗ của chúng ta. Thì trung thực thôi ha, kèo nào ăn thì Hoài kêu là ăn, còn kèo nào dừng lỗ thì Hoài nói là dừng lỗ. Đấy, anh chị có thể kiểm chứng lại bằng cách là xem lại cái video trong tuần trước để sẽ biết được là khuyến nghị như thế nào. Đấy, kèo này là kèo dừng lỗ. Thì
không sao, xu hướng của NU vẫn là xu hướng tăng và sắp tới chúng ta vẫn sẽ mua tiếp được quanh cái vùng là 0.65, cũng là một vùng số tròn khá là tốt. Chúng ta có một viên 3 tại đây. Bây giờ anh chị chờ cho giá hình thành setup direction mới. Hiện tại thì chưa ha, hiện tại chúng ta thấy một pin 3 giảm nè. Đấy, pin 3 giảm khá lớn tại đây cho nên cái lực giảm của nó vẫn còn mạnh lắm. Chúng ta chờ cho giá tích lũy đi ngang một chút xíu để nó hấp thụ bớt cái lực cung từ cái đợt giảm nặng nề lần trước. Rồi chúng ta mới từ từ chúng ta mua lên. Chứ mà nó không có cái chuyện là giá rơi ào xuống rồi nó bật ngược lên đâu anh chị. Nó không phải là một cái đệm bệ đỡ mà nó mạnh như vậy được. Nó phải có một chút hấp thụ lực cung đi ngang một chút xíu rồi nó từ từ nó mới đi lên được. Tiếp theo là GU. Với GU thì rõ ràng là giá đã tiếp tục giảm và có một cái đợt giảm khá là nặng nề trong thời gian qua. Thì cái mô hình mà họ thấy được trên cái video này chính là cái lá cờ giảm, bear flag, mô hình cờ giảm. Đây nè. Đấy. Đây là cái cán cờ nè. Cái đợt mà sóng giảm xuống là cán cờ, cái lúc mà đi ngược lên thì chúng ta đây chính là lá cờ. Sau khi thoát ra khỏi cái lá cờ này sẽ có một đợt giảm tiếp tục thì khả năng giá sẽ giảm tiếp là cao, mà để lộ mũi tên rồi, mũi tên giảm xuống nha anh chị, mũi tên giảm xuống ha. Đấy. Thời gian sắp tới khả năng GU giảm tiếp là rất là cao và anh chị có thể canh bán xuống khi giá chạm lại cái vùng cạnh trên quanh 1.291 hoặc là 1.13 đi để cho nó tròn. Giá hồi lên trên rồi chúng ta canh bán xuống quanh 1.13 thì thấy setup correction. Canh chút là quanh 1.247 đấy là cái vùng mà hỗ trợ quan trọng của GU. Tiếp theo là EU. Với EU thì anh chị nào mà mua theo khuyến nghị của Hà theo cái pin 3 nhỏ này tại đây với 1/2 vị thế thì chị dừng lỗ mất 0.5R nha anh chị. Đấy, ví dụ 1R của anh chị là 2% thì đây anh chị chỉ mất 1% vốn thôi, không có đáng kể ha. So với những cái kèo mà chúng ta ăn như là kèo UG và kèo USD đấy thì anh chị bù lại được tất cả các lệnh lỗ và chúng ta có lợi nhuận nữa rồi. Khả năng là EU sẽ có một đợt giảm tiếp tục trong thời gian tới bởi vì nó phá vỡ cái hỗ trợ 1.171 rồi nè. Và bên dưới cái hỗ trợ này chúng ta không thấy hỗ trợ nào hết. Ít nhất là phải giảm xuống tại tận quanh 1.38 thì mới có khả năng là nó kết thúc cái đà giảm này. Anh chị canh bán xuống trên khung thời gian thấp hoặc là bán xuống quanh 1.171 nè. Đấy. Tiếp theo là AU. AU là cái quyết định của chúng ta là đứng ngoài trong thời gian trong tuần vừa rồi là chính xác ha. Vì AU á, nó đang tăng nhưng mà bây giờ có một đợt giảm giá mạnh như thế này chúng ta không nên mua, chúng ta canh nên bán ha. Bởi vì sao? Xu hướng tăng của AU đã kết thúc rồi. Đâu chính là đáy dẫn tới đỉnh cao nhất anh chị. Đỉnh cao nhất là đây nè. Đáy dẫn tới đỉnh nhất anh chị tua về bên trước. Đấy, là thấy cái đáy ngay chỗ này là nó dẫn tới đỉnh cao nhất. Đáy này được bị phá vỡ qua rồi và đóng cửa bên dưới luôn rồi. Cho nên xác nhận chúng ta có xu hướng giảm với AU nha. Chờ cho giá hồi lên trên quanh 0.71 hình thành setup correction chúng ta có thể bán xuống. Rồi đây vậy là xong cái cặp tiền tệ, chúng ta đi qua những cái cặp chứng khoán Mỹ. Đầu tiên là cái chỉ số US 500, S&P 500. Với những cái cặp tiền tệ với những cái mã chứng khoán thì anh chị thấy quan sát cái đường EMA21 chúng ta sẽ xác định được xu hướng ha. Khi mà EMA21 này dốc xuống và chúng ta thấy nến bắt đầu đóng cửa nhất quán bên dưới EMA21 chúng ta có xu hướng giảm, chờ cho giá hình thành setup quanh 1.3307 hoặc là cao hơn đi, chúng ta chờ cho giá chạm lại cái đường EMA này quanh 3341 và hoàn thành setup chúng ta có thể bán không xuống. Hiện tại thì với thanh tính tăng thì khả năng US500 sẽ có đợt hồi lên một chút xíu. Tiếp theo là cái mã Coca-Cola. Tuần vừa rồi chúng ta đã canh mua theo cái mã này và kèo không vào được nha anh chị. Chúng ta thấy cái đường xu hướng tăng vẽ từ đáy lên của mô hình tam giác tăng là bị phá vỡ rồi, bị phá vỡ ở thanh nến này và hiện tại chúng ta có thanh nến giảm sâu tiếp theo luôn. Đồng thời lúc đó chúng ta thấy nến bắt đầu đóng cửa bên dưới EMA21 cho nên cái xung lượng tăng của Coca-Cola với cái mã là KO nha chị. KO là cái xung lượng tăng nó không được mạnh nữa rồi cho nên chúng ta tạm thời đứng ngoài ha, đứng ngoài đối với mã KO này. Tiếp theo là mã Facebook. Facebook có thể là một cái mã cổ phiếu mà chị có thể mua ok trong tuần tới, mặc dù là những cái cổ phiếu công nghệ nó đang bị giảm giá rất là nhiều nhưng mà Facebook mình nghĩ là nó sẽ giảm, nó sẽ kết thúc đà giảm rồi và chuẩn bị chuyển sang đà tăng. Tuần vừa rồi chúng ta đã canh mua quanh cái vùng là 246.49
ha. Và tới thời điểm hiện tại thì Hoài thấy là chuẩn bị có một cái dấu hiệu là mức tăng của Facebook nè. Chúng ta có mô hình hai đáy, đáy 1, đáy 2. Nhìn trên cái khung H4 là chị sẽ thấy rất là rõ. H4 ha. Đó. Nhìn thấy cái mô hình hai đáy không ạ? Giá tạo một đáy nhỏ, xong nó tăng lên, xong nó tạo đáy thứ hai, xong chuẩn bị bật lên. Chỉ cần giá vượt qua trên cái vùng đỉnh liền trước là quanh 258 là chúng ta có thể mua lên được ha. Anh chị buy stop quanh 259 đi. Đấy, 259 dừng lỗ thấp hơn cái đáy này khoảng 244 là kèo chúng ta sẽ ok. Rồi, trên đây là cái video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Fraction. Có một điều mà Hoài rất là mong mỏi, đó là anh chị nếu thấy video này hay thì nhớ bấm để lại nút like, nút subscribe kênh và bấm nút quả chuông ha, để nhận được thông báo khi mà anh chị khi mà Hoài ra những cái video clip. Và một điều Hoài rất là mong mỏi nữa là anh chị nên chia sẻ với nhau bằng cách là để lại comment bên dưới cái nhận định của chị trong tuần tới, hay là anh chị cảm thấy như thế nào về cái cặp tiền, cảm thấy như thế nào về cái phân tích của Hoài. Đấy, anh chị đồng ý hay là anh chị phản biện, hay là anh chị cũng nên để lại comment. Đấy, chúng ta xem video clip, chúng ta tương tác với nhau nó sẽ rất là hay so với cái việc là anh chị chỉ xem không thôi, đúng không ạ? Hoài rất là mong mỏi nhận được những cái phản hồi của anh chị. Và những anh chị nào mà thắc mắc những cái việc bất kỳ đồng coi nào thì cũng để lại comment bên dưới, sẽ trả lời comment của anh chị ha. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.